Mình là Kiệt và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh TK Fish Farm của Kiệt. Đã một thời gian khá là lâu rồi nên Kiệt ngưng không có đăng video nữa. Thì hiện tại đang trong đợt dịch này rất là căng thẳng, rất là căng thẳng luôn. Hôm nay Kiệt mới có một lô cá để mà gửi đến cho tất cả mọi người. Có một số ít cá để mà Kiệt quay cái quay theo hình thức combo á, thì Kiệt gửi đến mọi người. Thì mình sưu tầm trong cái đợt dịch này thì có thể mình chốt đơn ở trong đợt dịch này, rồi đợi khi dịch nó nhẹ lại, nó giãn ra thì mình có thể mình bắt đầu tiến hành cái công đoạn là mình giao hàng được. Thì cá với Kiệt đã về cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà không có thời gian để mà, nói chung là mình không có được điều kiện để mà giao hàng hay là mình quay mình gửi đến mọi người như bình thường được. Đợt này dịch nó rất là căng thẳng luôn. Thì cái cá lần này đây, size tập trung hay nói chung size nó cũng lộn xộn đó, 25 cho đến bé này chắc khoảng 40, 38-40 đó. Thì lần này là chủ đạo là cô haku là thằng nào rất là đẹp, rất là nét, body cũng rất là đẹp luôn. Mình dự kiến chắc khoảng tầm 3 đến 4 combo ha. Bây giờ Kiệt không để mọi người chờ lâu nữa, Kiệt sẽ tiến hành vô cái công đoạn là rửa cá, rồi sau đó là cho lên cái khâu khâu tròn nhỏ cái này, để mà Kiệt quay chi tiết từng cái lô combo một cho mọi người cùng xem. Rồi đối với cái cá lần này á, thì bên Kiệt sẽ nói chung là giá sẽ mềm hơn một xíu, để thứ nhất là mình cũng sưu tầm được trong mùa dịch và mình căn bản được cái chi phí của mình. Đấy. Và trong thành phố Hồ Chí Minh, nói chung trong thành phố Hồ Chí Minh thì đợt này mọi người lấy cá thì Kiệt sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí vận chuyển luôn, để mình tiện về mình sưu tầm về ha. Thì cái size đó từ 27, 25, 27 cho đến 38, 39 xăng. Bây giờ Kiệt sẽ tiến hành công đoạn là Kiệt quay rồi gửi đến mọi người từng cái combo một. Thì hình thức như cũ này, là số lượng cá nè, mã số combo nè, rồi size nè, ấy và giá cả. Rồi mọi người ưng cái combo nào thì mình nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Kiệt, hoặc là thì sẽ để số điện thoại ở trên phần mô tả của video, ở dưới phần mô tả của video và ở trên ngay cả trên màn hình xem của mọi người luôn. Rồi bây giờ Kiệt xin mời tất cả mọi người cùng đến với cái lô cá ngày hôm nay ha. Bây giờ Kiệt xin mời tất cả mọi người cùng đến với lại combo đầu tiên ha. Thì đây là combo đầu tiên, size của combo này xem là to nhất trong cái lô cá ngày hôm nay. Size từ bé Platinum là bé nhỏ nhất nè. Bé này size khoảng tầm 30, 29-30. Bé to nhất thì có lẽ là bé Karashigoi nè. Size nhịn 40 á, 39-40. Rồi thì cứ mỗi combo như vậy là 9 bé. Chủ đạo là dòng Kohaku và Sanke. Rồi Kiệt sẽ trộn thêm một vài bé nữa cho đủ 9 bé. Mọi người có thể thấy màu sắc của mấy bé này nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Thì bầy cá này Kiệt dưỡng rất là lâu rồi. Đấy, màu rất là nét. Kiệt đã dưỡng khá là lâu cho nên tình trạng sức khỏe của mấy bé này thì tuyệt vời luôn, rất là khỏe. À, hiện tại thì có thể là mình có thể đi hàng được liền, nhưng trong đợt dịch này thì mình sẽ cân nhắc về cái vấn đề là giao hàng cũng như là nhận hàng. Rồi, dự kiến hôm nay thì sẽ gửi đến mọi người khoảng tầm tối đa khoảng 6 combo à, số cá cũng không được nhiều. Thì thử ra là anh em nào ưng cái combo nào á thì mình nhanh tay mình chốt cái combo đó với Kiệt hoặc là Tuấn để mà mình sưu tầm về, để mình thư giãn trong cái đợt dịch này. Tiếp theo cái combo cá số 1 thì bây giờ Kiệt xin mời tất cả mọi người cùng qua cái combo kế tiếp ha. Đây là cái combo số 2 của chúng ta, combo tiếp theo. Đấy, thì combo này size sẽ nhỏ hơn cái combo đầu tiên. Size của combo này dao động từ 29 cho đến 33, 35 cm.
có bé của cô này thì có thể là to nhất nè, size bé rơi vào khoảng 37-38 cm. Rồi kiệt cũng như kiệt cũng đã nói là con haku hoặc là sanke sẽ là chủ đạo, thì các dòng cá còn lại kiệt sẽ cố gắng để mà đưa vào cho cái combo của mình của chúng ta được nhiều màu hơn, được đa dạng dòng hơn ha. Thì đây 9 bé, cứ mỗi combo là 9 bé. Đợt cá này thì nói chung là kiệt đã dưỡng lâu và chất lượng cá thì đã sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi. Mọi người về chỉ việc là thả vào và chăm theo đúng quy trình để mà mình thư giãn trong cái đợt dịch này thôi ha. Đợt này cũng bị ảnh hưởng khá là nặng, thành thử ra là bên kia cũng bị trì trệ rất là nhiều cái công việc, các công trình cũng bị hoãn khá là lâu rồi, đang chờ ngày để mà mình đi cày lại. Thì trong đợt dịch này thì cũng xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe ha. Rồi mình cố gắng mình tự ý thức cho bản thân mình để mà mình cùng chung tay với lại đất nước, với lại nhà nước mình vượt qua cái đợt đại dịch lần này. Thì đây là cái combo tiếp theo, thì sẽ qua cái combo kế tiếp để giới thiệu đến mọi người. Thì xin mời tất cả mọi người cùng với kẹp qua cái combo kế tiếp ha. Vẫn số lượng là 9 bé đấy. Thì dòng nào mà hết á, kỳ sẽ nói chung là kỳ sẽ cố gắng bù qua những cái dòng khác để cho mình nhìn cái màu của cái một cái combo nhìn cũng tương đối ha, không có bị màu này nhiều quá hay là màu kia ít quá. Thì số lượng nhưng là 9 bé thì chủ đạo vẫn là dòng Kohaku. Thì đây là cái combo kế tiếp kỳ gửi đến mọi người. Sẽ quay kỹ kỹ lâu lâu một xíu để cho mọi người cùng xem cái chất lượng của cái combo này. Size của combo này thì rơi vào khoảng từ 20, có bé này nữa, là 20, khoảng 27 nè, 25-27 nè. Rồi đến bé con cu to nhất là bé này, size rơi vào khoảng 37-38 cm. Còn một vài combo nữa là sẽ hết cái lô cá ngày hôm nay, cũng sẽ tranh thủ quay gửi đến mọi người để mình xem và mình sưu tầm những cái combo cá này về. Kiệt vừa mới xách cái combo kế tiếp lên để quay gửi đến mọi người cùng xem và sưu tầm. Đấy. Mỗi combo là 9 bé. Size của combo này thì nó sẽ hơi lộn xộn một xíu, size nhỏ nhất này thì nó khoảng 27 cm, 25-27 cm, bé này khoảng 25 cm. Rồi to nhất thì là bé Kohaku này, 35 cm. Từ cái combo này chắc còn được khoảng một combo nữa thôi là Kiệt sẽ kết thúc cái video này. Và Kiệt sẽ quay tổng thể cái lô cá gửi đến mọi người cùng xem. Mình sẽ quay lâu lâu một xíu ha, cho mọi người ngắm kỹ những bé cá này. Bé này là Green Matsuba, chứ không phải là Platinum ha. Green Matsuba. Bé này là Green Karashigoi. Rồi bây giờ tôi sẽ qua combo kế tiếp để mình chuẩn bị kết thúc video này. Combo kế tiếp Kiệt xin mời tất cả mọi người cùng xem ha. Rồi vẫn số lượng 9 bé. Thì sau combo này sẽ còn một cái combo nữa thôi là hết cái lô cá ngày hôm nay.
Rồi, combo này thì size nó từ 25 cho đến 36 xăng. Cái combo cuối thì nó sẽ chủ đạo là hai dòng cọp với lại Kohaku. Các dòng khác thì nói chung là cũng ít đấy, nên là Kiệt sẽ pha như vậy. Thì anh em nào ưng thì mình có thể lướt cái combo đó về, mình sưu tầm mình chơi. Đây là bé Platinum, màu sắc sạch sẽ, vảy rất là đẹp. Như vậy là Kiệt hết cá cái lô cá ngày lần này rồi. Thì đây là cái tổng quan lô cá, Kiệt quay lại cho mọi người cùng xem. Màu sắc nhìn rất là bắt mắt luôn, rất là đẹp. Đó, thì Kiệt đã chia ra từng combo một rồi. Mỗi combo sẽ có cái mã số lượng cá cũng như là size và cái giá cả. Thì mọi người cứ theo đó mà mình liên hệ bên Kiệt để mà mình nhận cá về ha. Thì đây là cái combo cuối cùng thì gửi đến mọi người. Cũng 9 bé. Và combo này là combo size nhỏ nhất trong cái lô cá lần này. Size từ 20 cho đến cái này khoảng 32. 31 32 xăng. Lô này thì có bé Bendigo này rất là đỏ, size với khoảng 20 thôi, màu rất là đỏ luôn. Còn đây là bé Gin Orange. Những bé đơn sắc này về thì mình luyện nó vẫn đàn rất là tốt, rất là dễ. Như vậy là Kiệt quay hết tất cả các số cá ngày hôm nay, của cái lô cá ngày hôm nay Kiệt gửi đến mọi người. Thì bây giờ Kiệt cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người trong những cái lô cá, những cái tiếp, những cái video về công trình, về cái những cái thông tin về cá. Cho coi cái tiếp ha. Đây là cái lô cá tổng quan mà lần này Kiệt gửi đến mọi người. Rồi thì bây giờ Kiệt xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.